Chào quý vị và các bạn. Theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được thì Honda Winner 150 đã có một cái kết quả khá là ngoạn mục. Đó là Honda đã công bố cái số lượng xe đã bán ra trong gần 3 tháng đầu của cái chu kỳ mở bán trong cái năm đầu tiên là đã đạt là 11.000 chiếc. Và mặc dù là có rất nhiều những đồn đoán hoặc là rất nhiều những bài báo nói rằng là sự hiếm gặp của Honda Winner 150 hoặc là Honda Winner vẫn tàng hình trên phố và ít nhận thấy nó xuất hiện ngoài đường kể từ sau ngày mùng 8 tháng 6, nhưng việc mà công bố doanh số bán ra sau khi tổng kết gần 3 tháng ngoài thị trường thì đã đạt một cái kết quả khá là ngoạn mục với doanh số là 11.000 chiếc xe, một cái con số rất là khả quan cho cái dòng xe côn tay và hoàn toàn mới lạ tại Việt Nam của Honda. Thì mặc dù cái doanh số bán không bằng đối thủ Exciter 150 của Yamaha trong thời gian đầu bán ra ngoài thị trường vào năm 2015, đó là Yamaha Exciter 150, nhưng mà Winner 150 sau gần 3 tháng bán ra ngoài thị trường mà đã đạt cái doanh số là 11.000 xe trong cái tình thế là rất là khó khăn. Sở dĩ mình nói rất là khó khăn ở đây là thứ nhất là lý do là vì là Exciter đã làm mưa làm gió trên thị trường và một mình một chợ từ lâu, nên là Honda Winner thì lạ nước lạ cái, lạ đủ thứ. Và một cái nữa là khi mà nó lại chọn cái thời điểm giữa năm để ra đời thì lại bán được chừng 1-2 tháng thì lại dính vào cái tháng cô hồn, nên là gặp rất nhiều cái trở ngại. Hai nữa là cái hình thức của nó thì chưa thực sự thuyết phục được những sửu nhi. Ở đây phải nói là những sửu nhi là rất là phản đối cái xe này. Nhưng mà thực tế mà nói, nhìn bên cạnh thì vô cùng đẹp, đẹp tuyệt vời, đẹp một cách giản dị, đẹp một cách gọi là không có son phấn, giống như các bạn thấy cái vẻ đẹp nó trinh nữ, nó thánh thiện của hoa hậu như thế nào ấy. Với lại cái vẻ đẹp của mấy cái cô mà cứ buôn hương bán phấn mà cứ chét đầy son phấn lên mặt thì các bạn có thể so sánh như thế. Tức là cái thằng Honda Winner thì gọi là nhạc nào nó cũng chơi được. Đó. Ý nói là đi làm cũng được, đi chơi cũng được, đi rừng, đi núi, đi lội nước cũng ok. Trong khi đó thì một số các cái xe khác thì nó hơi kém. Ví dụ như là thằng Honda Sonic hay là thằng Suzuki Rider đó, hay là Susachia thì những các cái dòng xe đấy thì nhìn nó cứ ngổ ngáo và nó kén dáng. Còn thằng Exciter thì nó cũng tương tự như thế, nhưng mà nó có những các cái điểm mà nó chưa được tốt như là Honda Winner, chỉ có cái được hơn cái mã thôi. Thì cái giá xe của Honda Winner hiện nay mà nói là đang xuống dốc thì rất nhiều lý do. Thứ nhất là nhằm vào tháng cô hồn thì có ít khách hàng mua xe hơn. Cái điều này thì hãng nào cũng khóc đấy, không phải là người giàu cũng khóc đâu mà người nghèo cũng khóc. Nhưng mà một cái bài báo mới đây mà mình tham khảo được thì thực ra cái doanh số bán của Honda cái mức lời, tức là một cái mức lời không biết là bao nhiêu tỷ đấy, mình quên cái con số đấy rồi, nhưng mà cũng là một cái sự thèm thuồng, sự khao khát của tất cả các hãng xe tại thị trường Việt Nam, là cái doanh số, cái lợi nhuận của từ đến từ xe máy của Honda Winner là cái sự thèm thuồng của tất cả các hãng xe mà đang cạnh tranh trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Nói vậy là các bạn hiểu rồi. Thế thì theo cái thông tin nội bộ là Honda Việt Nam đã đặt ra các chỉ tiêu cho hết, bắt buộc là phải đạt được cái doanh số bán xe và đặc biệt là cái dòng xe Honda Winner này để đảm bảo theo được cái chỉ tiêu là 100.000 xe bằng mọi giá. Chính vì vậy thì có rất nhiều các head là ví dụ như họ ăn tiền chênh con xe tay ga đấy, thì thằng Winner này bán bằng giá đề xuất, thấp hơn giá đề xuất thì và họ vẫn có lời. Và những các cái chính sách Honda đã có cái chính sách để động viên các đại lý mà thôi. Cái chính sách cụ thể đấy thì là cái miếng cơm bát cơm manh áo và thông tin nội bộ thì mình cũng chỉ hé lộ một tí cho anh em biết vậy thôi. Thì theo cái chủ trương đó thì thời gian gần đây
miễn có khách hàng muốn mua Winner 150 là các nhân viên lập tức bán ngay ở bất kỳ giá nào. Bất kỳ giá nào ở đây thì có thể hiểu là nó dao động quanh cái mức giá đề xuất thôi. Và thông thường thì nhân viên khi gọi đến, nhân viên sẽ nói là em sẽ có một cái mức giá tốt nhất cho anh. Đó. Ví dụ như anh hỏi ở đại lý A, ví dụ như là 45 triệu, em sẽ bớt cho anh là 500 ngàn. Ví dụ thế, tức là đây là mình ví dụ chứ không phải thật, không có anh em lại lên lại chém gió. Đó. Thì theo cái thông tin mà mình đưa tin trong cái bản tin trước đây là Honda Winner đã về với mốc là 43 và 43,5 triệu đồng chưa giấy tờ. Và đây tức là hạ giá, cái việc hạ giá để mà đạt cái doanh số bán là một cách làm khá là khôn ngoan của Honda Việt Nam. Trong khi đó thì Yamaha Exciter vẫn đang bị đội giá và các đại lý của Yamaha Exciter đó thì vẫn bán cái mức giá chênh khá là nhiều. Ví dụ như là cái phiên bản mới ra ở đây là phiên bản Matte Black, phiên bản Camo thì cái doanh số không phải thì cái giá bán ấy chênh rất là nhiều. Mặc dù là có bao giấy tờ rồi nhưng mà không thể là 57, 58 triệu được. Các bạn nói chung là các bạn đã từng mua xe và chơi xe thì đăng ký bao nhiêu tiền thì các bạn tự hiểu, tự biết. Mình không muốn nói thêm ở đây. Đó thì đó là cái thông tin trong cái video clip này. Để mình cũng muốn là thông báo đến các anh em là hiện nay thì một số cộng đồng Honda Winner cũng đã được thành lập ở một số tỉnh. Và Honda cũng ý thức được cái việc là thành lập các cái cộng đồng và các cái giải đua thì cũng đã phổ biến cái xe này cũng khá là rộng ở các cái cuộc thi, ví dụ nó đua cuộc đua ở Bình Dương, rồi các cái chơi các cái game show mini ở các trung tâm thương mại, rồi về các tỉnh. Nói chung là cái sự xuất hiện của nó dần dần nó sẽ khá phổ biến. Thì như vậy là mình nói lại là cái mục tiêu của Honda trong cái năm đầu tiên là sẽ bán là 100.000 xe. Đó thì 3 tháng đầu năm là họ đã bán được với cái doanh số là 11.000 xe rồi. Đó thì trong những cái 9 tháng còn lại thì liệu là mỗi tháng có bán được 10.000 xe hay không? Thì đây là một cái còn là một cái dấu hỏi rất là lớn và đòi hỏi cái sự nỗ lực của hãng cũng như là của các cái đại lý. Thì nhiều cái thông tin nội bộ cho biết thì sau cái đợt doanh số bán này thì Honda Winner sẽ bắt đầu nội địa hóa từ các cái chi tiết bên trong để có cái mức giá tốt nhất cho khách hàng Việt Nam. Thì cái mức tốt nhất này thì có thể hiểu như thế nào thì có thể là một cái video clip tiếp sau mình sẽ giải thích cái vấn đề này khi mà có thêm những các cái thông tin chính thức từ hãng công bố. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.